Xin chào cả nhà. Thì hôm nay Ngân nói ra bốn lý do tại sao Ngân kinh doanh vào dòng mỹ phẩm mà không phải là ngành nghề nào khác. Lý do thứ nhất là thời điểm hiện đại, nhu cầu làm đẹp của chị em rất là cao, làm đẹp quanh năm. Thứ hai, tôi cũng là người luôn có nhu cầu làm đẹp, và trước khi bước vào kinh doanh, tôi đã trải nghiệm sản phẩm thấy đẹp đi và làm cho tôi tự tin hơn khi kinh doanh vào dòng sản phẩm mỹ phẩm. Cái thứ ba, lãi suất khi kinh doanh mỹ phẩm nó rất là cao hơn các ngành nghề khác. Cái thứ tư, vốn gia nhập cực kỳ thấp so với tất cả những sản phẩm như là quần áo hay đồ gia dụng. Thì khi bắt đầu kinh doanh mỹ phẩm, các bạn chỉ cần là từ 500 đến 1 triệu là các bạn có thể kinh doanh được rồi. Các bước kinh doanh thì bạn được kinh doanh trong môi trường thoải mái, đó là môi trường online, rủi ro rất là thấp. Vốn gia nhập cũng rất là thấp luôn, nên bạn nào muốn kinh doanh online hiện tại bên mình đang tuyển sĩ, chỉ cần 2 sản phẩm là chúng ta có thể kinh doanh được rồi. Và các bạn sẽ được đào tạo, hỗ trợ bán hàng. Bạn nào muốn kinh doanh bán hàng online thì ebook Facebook của mình nhé, để được hướng dẫn kèm theo là kèm cặp tận tình quy trình bán hàng, quy trình ra đơn ngay lập tức. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của mình nha. Mình chào tạm biệt.